Hey, hey Amanda. Okay, yo, yo. Quá. Nào, nói tiếng anh nghe. Nói tiếng không? Giờ lên chửi Bùi Tiến Dũng này nọ là kiếm phim nhanh nhất rồi. Giờ muốn kiếm fan mà để nổi tiếng là chỉ có Vinh đi lên làm bài rap đít Bùi Tiến Dũng đúng không? Tối này Kim biết rồi. Để tối để tối Kim biết cho anh chiếc lyric đít anh Dũng. Đúng không? Đang bài rapper đi đâu? Giống như giấy chắc mà đi diss Vita đó, diss hết boy trong chỗ. Đâu đó ba. Cái bên em không? Thắng xuống nhà đã từng đi. Ê, có thằng sau lưng mình kìa. Nó đảo kìa, tôi theo nó luôn quá. Ồ, thằng bá thằng gì? Khùng khác. Thằng em gì? Khác. Ôi kìa. Anh ơi, anh biết rồi. Ai biết. Cái rồi nó xuống chung em đâu. Ở đây này nè. Cái rồi nó đâu xuống chung với mày đâu. Rồi nghe tiếng chân nè, ngoài này nè. Dưới lầu 2. Nó dưới tầng, nó bên tầng, nó bên chỗ nào. Khủng, trong nhà, trong nhà 3 tầng nè, nhà 3 tầng nè. Nhiều một quá, đang lên đó. Trời, cứu anh Di, xuống. Bắt đầu vậy bà. Cũng dưới lầu 2 nè, ngay cầu thang dưới lầu 2, xuống, cứu rồi. Rồi, xong luôn rồi, hôm nay đâu, sao anh không? Bắn chết luôn rồi nha, ốc chó. Thôi xong rồi, Ê, anh Di này thiệt tình không chứ? Châu Chanh, đã nói là có tiếng chân ở dưới nhà rồi, kêu xuống rồi. Kìa, dưới mày Thanh, dưới nhà mày kìa, đang núp dưới kìa, không có súng kìa. Chạy xuống, kìa đang lên kìa. Nó đang lướt 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 học quà, chạy xuống. Di này thiệt á, Di mía quá. Cái thằng bé đâu mà tao bắn được cả. Mẹ nua. Hai thằng ở dưới nhà tao luôn nè. Dịch. Kìa, lên kìa, lên mày kìa Thành, lên mày kìa. Hai thằng lên mày á. Nấp vô. Anh dẫn nó lên kìa. Để lúc mày móc lại, dưới mày móc lại nha. Miên. Sắt lá tiêm bắn thiệt luôn á. Không ai coi hết trơn à. Kim Lan Anh stream rồi mà ba. Đang stream à. Mà mày tưởng mấy thằng kia mắc gì mà mày làm lá tiêm bắn thiệt quá. Mấy kia cũng đụng có răng mặt sơ không được luôn. Buồn gì? Kêu bà gì đó bà lên mày coi.
có bình luận nè. Anh lên ăn. Kêu chị anh lên chị coi. Có bình luận nè. Không ai coi thế nhỉ. Hình qua stream mình như một người coi, như chắc anh Thành coi luôn. Không Thành, coi xíu rồi mày tắt. Mình coi xíu rồi mày tắt hay sao? Để hôm qua ta ta xử lý pha nhà kho không? Có câu phải đâu? Xử lý nhà kho đúng ghê luôn. Ta chỉ coi lúc mày coi Facebook và cái em dễ thương thôi à. Không còn lúc 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 tao bắn có người coi nữa. Ai coi chắc chàng coi quá ta. Má mày nhỏ dài không đứng gãn thì được mà. Thôi, nhìn xa quá. Không xa đâu, xa. Tao bay hợp sơ mày ơi. Chứ không xong lộn đi. Chơi làm gì? Chơi sao, sao? Đấy, chua cao bút trời luôn, đi tới. Bây giờ xoay dụng, thì chắc của tao. Tới luôn. Hẹn chua cao, tới luôn. Chào quá. Gần hơn anh đừng chút. Thành con hồi lô biến hả? Ba lô ba rồi nè. Cứu lòng thanh này nha. Ồ mày. Ủa anh lấy đạn sniper luôn hả? Còn bắn hai liều rồi. Bốn này nè. Thành nằm hết giục mình qua luôn á, tự nhiên đang bắn lừa đấy. Vậy ta đâu cần biết đâu kể. Ta đâu không biết là mẹ gì đúng rồi đó. Di chuẩn hay đó. Mạng gì? Apple hả? Cho nào. Ủa anh cho gì vậy? Em chết gì vậy? Xe đâu đây á. X4 nè.
lấy 4 này cho nè. Đi. Quăng cái lựu đạn xuống này nữa hay gì? Cho đã. Bố mày sẽ trả thù. Nợ này phải trả. Lên liền luôn mà. Đi vô. Xem thằng bệnh này. 50 mét đi. Đi 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 nào đi trước. Dạ. Đi. Đùa vô nha, trời ơi. Rồi cho ta xuống.
cho ông Thành nè. Đi đi rồi mình đốt nhang cho nó nè. Thù em phải trả của con Thành nhưng mà em nằm trái hết mà còn cái quăng mấy chép lát nữa mà chúng mày bố thì bố mày nữa chúng con chép lát rồi chép lát đủ mày thốn rồi có sai lệnh ta thôi mày đừng làm gì vậy. Mày định làm gì vậy? Hả? Lai xuống trước mặt luôn rồi. Nó sẽ giật giật ra. Nè, giật nè. Đừng bắn mày giật, má khỏi chịu. Hùng em bị giật luôn nè ba. Giật nó có điện nha. Tự nhiên mấy bữa nay stream giật quá. Ba có chiếc xe kìa. Mày bóp thằng ở đó rồi đó. Bắt hình á. Đâu gì cống á. Thank you.
xe lái rồi. Dạ dạ. Dạ, vậy. Đâu ngồi còn bên kia nữa kìa. Ôi, thằng này chạy tình chứ. Thằng này đổ xanh đi chi không biết nữa. Còn xong luôn không? Đâu phải lỗi đây em đâu, để nó lên kia lúc trộn rồi. Mày đi không đi với team là. Thôi, đồ cho nó ra đảo chơi đi. Anh em mình đùa không? Đâu biết xanh mày. Giờ mày đi với team không hay mày đi mình? Đi. Vậy mày lút đồ hay mày đồ mày đi với team mày bán? Đi bán. Chạy nha anh ba. Cái nữa là đợi, cho ra đảo nha cưng. Thấy là nó có tiếng xe rồi lên xe vòng lại quốc liền. Lên này mình lút đồ. Có đồ ngon mà bắn ngu cũng vậy à, thiệt luôn á. Em bắn thằng kia, bắn chiếc xe chạy ngọn nóc như xe 18. Đây nó tụi nó bắn hay mà team bọc lót cả 3 với 4 nữa. Bắn đi mình ta với anh Di thì chịu nổi 4 thằng. Có người đang coi. Ai vậy? Một người đang coi. Ai coi vậy? Sang coi hả? Nè gì đây? Ồ đúng rồi đó, đúng anh em, đúng rồi. Đấy, đấy, đứng im để anh coi. Ok ồ, cái này đẹp quá. Được. Em xinh quá mà, sao chỉ được. Ai nở đâu, chị đúng không? Rồi, xin đâu anh. Rồi xuống tiếp này anh em ơi, một mẹ em xuống ẩu đĩ hay. Ê, vừa cái trống em đúng. Em cứ trống ra thì không dễ. Rồi dắt ba trên đây nhỏ trời. Cái bạn đọc nhạc trời. Ôi, cái gì vậy? Ai là 15 nó bắn viên ngồi trên ngắt kìa. Rồi xong rồi. No. Tìm gì? Số không? Bố mày cay mày đó. Nó giảm xuống hết gì hết vậy? Mày không có hết rồi. Rồi. Có một người đang coi. Phải không có người nào coi ra tôi lướt Facebook. Lao. Chết bút trên kia bà ơi. Ừ, bên đó mình đi á. Kìa, đang chạy cái không? Nhảy á. Thì em cầm cái móc em chê ai?
lấy cái chảo ngon hơn. Ừ, đèn bom kìa, lưu đạn, có lưu đạn kìa. Trời nó thành. Trời nó. Kìa kìa nó kìa. Làm gì đó? Thằng Long này. Rồi, quăng lưu đạn. Chạy ra chạy giữa đường đi. Còn thằng nữa. Ồ, mày em nhảy lỗi rồi. Kìa kìa. Vậy vậy vậy. Nó hàng lờ đây nãy chiếc em đó. Coi phim trước là thấy không hay rồi đó. Thank you.
kia. Em có chồng của tình chồng mình. Cứ sai còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Điều đã sai với mình. Bên em có ai kia. Okay. Ngồi xuống. Ừ. Rồi bỏ qua anh trái mày á. Rồi qua. Đúng rồi. Bỏ qua nó gì ép vô bắn luôn. Này. Còn nghe không? Đúng đó. Này. Bắn với chiếc xe luôn anh. Tí là anh chẹt quan thành rồi. Ngồi xuống. Tí là anh chẹt ngang mày không ngồi xuống mày chạy. Kìa nó chạy lại xuống lại rồi thấy không. Quăng dính cái cây mẹ ơi. Hai thằng luôn, ba thằng luôn. Trời. Chúng thằng rồi. Chúng gì người ba chúng thằng rồi. Khủng ba mày đi đâu vậy? Bắn đi anh Di ông bọc cho là ông bọc lót kìa. Niên đi vô lút kìa. Kìa kìa nó chạy kìa ba. Rồi bỏ nằm xuống nước đi, tao chỉ với bắn. Ủa mày mà bắn được. Đó, trúng rồi đó. Đó,
ngày đầu á, hay. Dạ, bắn gòn nó kìa. Còn ba chỗ nó luôn á. Tao thấy từ á. Nhìn gì vậy? Nằm chó, ông chó, ông chó, chó bắn thằng đứng kìa. Ấy gì lắm anh ơi. Rồi chừng nó tìm nó cho ta. Hay quá, cũng chính là hai cái đầu rồi. Quá dữ. Quá dữ. Ghê, nằm kìa. Chó này nó đi này. Thằng này ngáo à, nó lắc. Ai bé sướng. Bỏ đi, chạy xuống nấp. Nó đồ. Nó đợi đi. Kìa nó chạy kìa Thành, chạy kìa. Đâu. Kìa trước mặt kìa, nó chạy kìa, anh Di đang bắn kìa. Ó hả? Bắn thấy rồi. Thôi, Di nấp đâu rồi. Di nấp đây cho Di có kêu. Ừ. Ok, xuống nấp đồ. Ok. Kìa ok còn cái Thành càng ra anh ok rồi. Đó đúng rồi đó. Nhìn thấy không? Khỏi xuống bắt. Ok hướng 30. Kìa nó núp sau cái châu còn Thành núp sau cái xanh đó Thành. Cái xanh đỏ. Kìa đụng mắt nó luôn. Thành ơi núp dấu lê 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 lê. Hãy xuống. Hay gì lắm đây. Rồi anh Diêm vớt mình nói cho. Còn gì nữa? Nghe hàng rào anh. Hàng rào nó sang đó. Không, dưới qua cây kìa. Bên kia. Ừ. Không, hỏi dưới bên kia. Trên. Lên trên chút nữa. Ừ, cái đó. Đúng rồi. Sao đó. Nãy bắn Thành xỉu đó. Đi giữ giờ. Không, sắp tới cũng có nhà. Không, tôi đang tự lại đồ 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 bên anh. Anh có đồ quên. Là nhiều đồ mất. Đang mình sẽ sẵn lại, đang thấy đâu game bắn game nữa tắt stream. Mệt quá. Không cãi nhau. Đi giống chút xíu gì đó.
Tao ngày nào lên ngồi chửi mày là vui rồi. Hả? Ngày nào lên tao cũng chửi mày là tao vui rồi. Tại vì mày bắn ngu quá mà. Đó giờ trời bên gì gần gì. Chó gà. Tao cho nếu chả không bao giờ bỏ. Đó hả hả, trò luôn đang gà nè. Đó, chó ăn gà không? Nó nhìn cho. Nhìn nữa. Hướng thấy ba mình đi cả. À. Hai thằng nằm muốn quất cái hai thằng đi đi luôn nè. Qua bên cái cây kia đứng, cái cây kia bên phải mày kìa. Núp chuông nó bắn bể cái đầu mày bây giờ. Chết. Núp chuông. Tẹo qua cái cây. Ôi giời ơi, mệt rồi. Bắn văng cái đầu hành luôn kìa. Oh man. Nó mày hay đang ngủ chưa? Ôi giời ơi. Hồi máu lên chỉ cho bắn mày xử lý bắn lúc nào cái máu mày phải đầy để mày bắn với nó chứ đâu phải như trong ba đầu rau kìa nhảy rồi bắn đó rồi đúp vô lại đúp vô hồi máu hồi bắn mang chính lên hồi máu hồi đầy cây lên ừ kệ mẹ nó hồi móc thua chịu hai này quan trọng hơn. Rồi giờ nhìn sau lưng đi, không thấy nó nhìn sau lưng. Nhìn sau lưng đi. Sau lưng mày kìa, sao mình không nhìn. Rồi lết đi, lết vào chỗ anh gì chết đi. Ừ. Rồi, gần nằm đứt gần sau cây kìa. Ừ, đúng rồi. Rồi nhìn ngược lại hàng kia. Đó chưa? Ôi. Vừa mới nói không? Không phải. Thế này. Xong rồi, chống gì nổi hàng đó. Đừng có bán nha, đứng hồi máu đi. Hồi máu đi, nằm hồi máu đi, đầy lên cây lên. Rồi, đời vậy, đời. Uống nước vô, ừ. Đứng hồi máu gì đó. Hai thằng đó. Thôi bắn luôn đi mày, mệt quá. Thôi. Mày xử lý đồ quá, cũng không nổi gì này đâu. Kè kìa, như núi kìa. Trời ơi, bóng quy ra mày bắn nó. Nhi nằm một chó. Rồi, nằm vô, ngồi xuống. E ra bắn. Rồi, thằng sau lưng nữa. Kệ, cho thằng sau lưng nó bắn kia đi. Xích qua, ừ, e ra bắn. Ừ. Đúng rồi, e vô lại liền. Bắn trúng cái đầu luôn. Kêu e vô lại liền luôn mà. Tao bắn yếu rồi. Cái bắn yếu rồi nhưng mà mày bắn mày e vô lại liền mày né được đạn mày xử lý mà. Đi rồi em nghĩ em giận mày em đi luôn cái gì vậy. Quá lời. Thôi tắt stream luôn mệt quá.